bị loại luôn. Thì hồi nãy quân AB đứng đây là bị loại luôn rồi. Anh Giang ơi, cái bộ đồ này, cái bộ đồ kia hồi nãy giống nhau nè. Giống bộ đồ. Ủa, vô thay là mượn lại hả? Giống quân AB là bộ đồ, rồi đứng chung vị trí nữa là tự hiểu. Ủa, Minh Dữ, em mới làm răng hả? Đâu có. Em mới làm thêm ra phải không? Anh Giang này. Ủa anh ơi, có ai trồng răng hô không anh? Thì Will là đặc biệt là vì đâu tham gia lần thứ hai. Anh hiểu không? Sao? Quân AB á là hát giọng khàng, còn em tức. Dạ quá em khàn chứ. Ca sĩ ơi, bữa nay về tắt tiếng luôn rồi đó. Bảo đảm. Rồi, bây giờ hai bạn là biết luật chơi rồi. Mình phải tranh thủ giao lưu nhiều để lỡ mình về nó có cái hình ảnh đó. Thật ra luật chơi cũng chưa biết lắm đâu. Không biết đâu anh, giờ cũng sao. Bây giờ em chơi trước hay là nhường nhân gái? Nhường nhân gái. Chơi trước ai nhường? Em chơi trước hay là nhường Minh Dự chơi trước? Bé nó đi trước đi anh. Bé. Anh cái làm nhân rộng lượng lắm á. Đứng là coi lại mấy con số của quán mình tháng này đi. Quá. Rồi, thưa quý vị, vòng 2 xin được phép bắt đầu.